ăn được ạ? Ừ, ăn được nhưng mà ăn được nhưng mà quả này đang xanh tí. Đi đi em ơi, lên này, lên này, lên này. Đúng đấy, quả này như thế là ăn được. Anh chỉ cần bóc cái này đi à? Đây em cứ đưa nó cái này vào. Nếu em đến thăm là thôi. Ngày trước em đi cái địa Hải Phòng, Đồ Sơn. Thảo ơi. Dạ. Nào em Yến. Lên đi lên quay phim, cứ đi này, cứ lên đi. Khoảng 200 mét nữa là có một cái khu vực có rất nhiều sim nha em nhé.